4, Deborah và Barak. Sau khi Ehud qua đời, dân Israel lại làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, nên Chúa đã phó họ vào tay Jabin, vua Canaan đang trị vì tại Hazer. Tổng tư lệnh quân đội của Jabin là Sisera. Sisera đặt bộ chỉ huy tại Haroset Hagogim. Jabin có 900 thiết xa và đã đàn áp dân Israel rất tàn bạo trong 20 năm. Nên dân Israel kêu cầu Chúa xin giải cứu. Lúc ấy, nữ tiên tri Deborah, vợ của Lapidot, làm thủ lãnh và xét xử trong Israel. Bà ngồi làm việc dưới bóng mát của cây kè Deborah ở giữa Rama và Bethel trong miền cao nguyên Ephraim. Dân Israel đến với bà để bà xét xử. Bà sai người đi mời Barak, con trai của Abinoam ở Kedesh thuộc địa phận của chi tộc Naphtali đến. Bà nói với ông: Chúa, Đức Chúa Trời của Israel truyền cho ông, hãy đi đem theo 10.000 người từ chi tộc Naphtali và chi tộc Zebulun mà chiếm lấy núi Tabor. Ta sẽ khiến Sisera, tổng tư lệnh quân đội của Jabin, với các thiết xa và quân đội của nó đến gặp ngươi ở khe Kishon. Ta sẽ trao nó vào tay ngươi. Barak đáp: Nếu bà đi với tôi sẽ đi. Nhưng nếu bà không đi với tôi sẽ không đi. Bà nói: Chắc chắn tôi sẽ đi với ông, nhưng công chiến thắng trong trận này sẽ không về tay ông, vì Chúa sẽ phó Sisera vào tay một phụ nữ. Vậy Deborah đứng dậy đi với Barak đến Kedesh. Barak triệu tập người Zebulun và người Naphtali tại Kedesh. Có 10.000 người theo ông và cũng có Deborah đi với ông. Bây giờ Hebe, người Keni, đã tách rời khỏi dân Keni, tức dòng dõi của Hobab, em vợ của Môi-se, mà ra ở riêng. Ông dựng trại của ông ở tận cây sồi, ở Sa-an-an-nim, gần Kedesh. Khi Sisera đã hay rằng Barak, con trai của Abinoam, đã đến núi Tabor, Sisera liền truyền lệnh kéo tất cả chiến xa, gồm 900 thiết xa và tất cả quân đội dưới quyền ông từ Haroset Hagogim tụ tập về khe Kishon. Bây giờ Deborah nói với Barak: Hãy đứng lên, vì đây là ngày Chúa trao Sisera vào tay ông. Há chẳng phải chính Chúa đi trước ông sao? Vậy Barak từ trên núi Tabor đi xuống với 10.000 người đi theo ông. Khi Barak tấn công, Chúa khiến Sisera, tất cả các chiến xa của ông ấy và tất cả quân đội đi theo ông ấy đều ngã chết dưới gươm. Sisera phải bỏ chiến xa chạy bộ để thoát thân. Barak đuổi theo các chiến xa và bộ binh đến tận Haroset Hagogim. Tất cả các quân sĩ của Sisera đều ngã chết dưới gươm, không người nào sống sót, ngoại trừ một mình Sisera chạy bộ thoát được. Ông chạy đến trại của Jael, vợ của Hebe, người Keni. Bởi vì giữa vua Jabin ở Hazer và gia tộc của Hebe, người Keni, có mối giao hảo thân thiện với nhau. Jael đi ra đón Sisera và nói với ông: Thưa ngài, xin mời ngài vào tệ xá, đừng sợ gì cả. Vậy ông vào trại của bà, rồi bà lấy mền đắp ông lại. Ông nói với bà: Tôi khát quá, cho tôi miếng nước. Bà mở bầu da đựng sữa ra cho ông uống, rồi lấy mền đắp ông lại. Ông bảo bà hãy đứng nơi cửa trại. Nếu có ai đi qua và hỏi, có ai ở đây không, thì hãy trả lời rằng, không. Nói xong, Sisera lăn ra ngủ say vì ông đã quá mệt. Bấy giờ Jael, vợ của Hebe, lấy một cây cọc trại, tay cầm cái búa, nhẹ nhẹ đến bên ông. Bà đóng cây cọc trại vào màng tang ông, thấu xuống đất và ông chết liền tại chỗ. Vừa khi Barak truy tầm Sisera đi ngang qua đó, Jael đi ra đón ông và nói: Hãy đến đây, tôi sẽ chỉ cho ông người ông đang tìm kiếm. Vậy Barak đi theo bà, và kìa,
ông thấy Sisera nằm chết với cây cọc trại đâm thủng màng tang. Trong ngày đó, Đức Chúa Trời bắt Gia-bin, vua dân Canaan phải khuất phục trước dân Israel. Tay của dân Israel càng ngày càng mạnh đối với Gia-bin, vua dân Canaan, cho đến khi họ tiêu diệt vua ấy đi. Các thủ lãnh đoạn 5. Bài ca ngợi của Deborah. Trong ngày ấy, Deborah và Barak, con trai của Abinoam, hát rằng: khi các quan trưởng lãnh đạo trong Israel, khi người dân tình nguyện hiến thân cho đất nước, chúc tụng Chúa, hỡi các vua xin hãy nghe, hỡi các lãnh tụ xin lắng nghe, tôi sẽ hát cho Chúa, tôi sẽ hát cho Chúa Đức Chúa Trời của Israel một bài ca, lạy Chúa, khi Ngài từ Seir đi ra, khi Ngài đi qua vùng Edom, đất rúng động và trời đổ cơn mưa, mây tuôn nước xuống, các núi rúng động trước mặt Chúa, núi Sinai rung rẩy trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời của Israel, trong ngày của Samga, con trai của Anat, trong ngày của Gia-ên, các đại lộ đều bị bỏ hoang, khách bộ hành phải đi tránh vào các con đường nhỏ, cuộc sống ở nông thôn của Israel đã ngưng lại, nó đã ngưng lại cho đến khi tôi, Deborah, trỗi dậy. Tôi trỗi dậy như một người mẹ trong Israel. Khi dân chúng chọn cho họ các thần mới, thì quân giặc đã vào tận các cổng thành. Và trong số 40.000 dân Israel, há ai có một cái khiên hay một cây giáo chăn? Lòng tôi ngưỡng mộ các vị chỉ huy của Israel. Họ thật hết lòng giúp dân giúp nước. Chúc tụng Chúa, hỡi những người cởi lừa trắng, hỡi những ai ngồi trên yên phủ bằng nhung, hỡi những khách bộ hành trên đường, xin hãy thuật chuyện ấy ra, xin thuật ra cho các nhạc sĩ đang trỗi nhạc bên bến nước, để họ diễn đi diễn lại ca khúc chiến thắng của Chúa, ca khúc chiến thắng của nông dân Israel. Hỡi dân của Chúa, hãy cùng nhau kéo ra cổng thành tấn công quân giặc. Hãy thức dậy, hãy thức dậy, hỡi Deborah, hãy thức dậy, hãy thức dậy, hãy hát một bài ca. Hãy vùng dậy, hỡi Barak, hãy dẫn những tù binh của ông đi. Hỡi con trai của Abinoam, hãy tiến xuống. Hỡi các con cháu còn sót lại của các nhà quý tộc, dân của Chúa tiến xuống chống lại những kẻ cường bạo. Quân dân từ chi tộc Ephraim kéo nhau ra thung lũng. Đi theo ông có Benjamin, bà con dòng họ của ông, những vị tư lệnh từ Machir kéo đến, và những người cầm gậy điều quân từ Zebulun tiến ra, những vị chỉ huy của Issachar đi với Deborah. Phải, Issachar đồng tâm hiệp lực với Barak. Họ cùng nhau xông vào thung lũng. Còn các gia tộc của Ruben, người ta cứ đắn đo suy nghĩ trong lòng, vì sao các người còn chần chừ trong các ràng chiên, để nghe tiếng kèn réo gọi các đàn chiên chăn. Ở trong các gia tộc của Ruben, người ta cứ mãi đắn đo suy nghĩ trong lòng, Gilead vẫn còn ở mãi bên kia sông Giô-đanh, còn Dan, sao ông cứ lẩn quẩn mãi trên các chiếc thuyền, A-xe vẫn ngồi bất động bên bờ biển, đành lòng an nhiên tự tại bên các bến tàu. Zebulun là những hào kiệt coi thường cái chết. Naphtali cũng vậy, sẵn sàng hy sinh mạng sống ở chốn xa trường. Các vua kéo đến, họ liền tiến đánh. Họ đánh các vua Canaan ở Ta-anak bên dòng nước Megiddo. Họ chẳng màng gì đến tiền bạc của chiến lợi phẩm. Trên trời các vì sao chiến đấu, chúng theo quỹ đạo của chúng mà đánh Sisera. Dòng nước ở Kishon đã cuốn trôi chúng mất. Dòng nước lũ của Kishon đã lôi cuốn chúng đi. Hỡi linh hồn ta, hãy dũng mãnh tiến lên. Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, tiếng ngựa phi rền dội khắp nơi. Thiên sứ của Chúa phán, hãy nguyền rủa Mero, hãy nguyền rủa dân cư của nó thật thậm tệ.
vì chúng chẳng chịu đến giúp đỡ Chúa. Chúng không đến giúp đỡ Chúa đánh bại quân tàn bạo. Người phụ nữ được phước nhất là Gia-ên, vợ của Hê-be người Keni. Ấy là người phụ nữ được phước nhất trong các bà nội trợ, sống trong lều trại. Hắn hỏi nước, bà đem cho sữa. Dùng chén sang, bà đem sữa béo tiến dâng. Tay trái bà cầm chiếc cọc, tay phải bà cầm cái búa của các lao công. Bà đóng vào Sisera một nhát, đập bể đầu và đâm thủng màng tan. Hắn gục xuống, ngã quỵ, nằm bất động nơi chân bà. Hắn gục xuống nơi chân bà và ngã quỵ. Hắn gục xuống nơi nào, hắn chết ngay nơi đó. Mẹ của Sisera ngóng trông qua cửa sổ. Bà nhìn qua màn thưa che cửa và hỏi rằng, tại sao xe chiến mã của con ta chưa về? Tại sao tiếng vó ngựa của chiến xa của con ta chưa vang dội? Những nữ nhân hầu hạ khôn khéo lựa lời giải đáp. Chính bà cũng tự trả lời và thầm nghĩ, há chẳng phải chúng đã kiếm được và đang bận chia nhau chiến lợi phẩm đấy sao? Một hay hai phụ nữ cho mỗi chàng chiến sĩ. Những chiến lợi phẩm bằng vải nhuộm thì dành cho Sisera. Ô, những tấm vải thêu và nhuộm đẹp biết bao. Há chẳng phải hai tấm vải thêu và nhuộm đẹp sẽ là chiến lợi phẩm làm khăn tràng cổ cho ta hay sao? Lạy Chúa, tất cả những kẻ thù của Ngài đều bị diệt vong như vậy. Nguyện những kẻ yêu mến Ngài sẽ giống như mặt trời mọc lên rạng rỡ. Sau đó, xứ được hòa bình 40 năm. Các thủ lãnh đoàn 6. Dân Israel bị dân Midian đàn áp. Dân Israel làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, nên Ngài phó họ vào tay dân Midian 7 năm. Tay của dân Midian thắng hơn dân Israel. Sự đàn áp của dân Midian, dân Israel phải sống trốn tránh trong các rừng núi, hang hốc hoặc trong các thành trì kiên cố. Mỗi khi dân Israel đi ra gieo giống, dân Midian, dân Amalek và các dân phương Đông kéo đến đánh họ. Chúng hạ trại dàn quân đánh họ. Chúng phá hủy các hoa màu trong xứ cho đến tận vùng Gaza, không chừa lại một thứ gì trong đất Israel, kể cả chiên bò và lừa. Chúng và những đàn súc vật của chúng kéo đến và dừng trại đông như cào cào. Người ta và lạc đà nhiều vô số, không thể đếm hết. Chúng chiếm lấy xứ và phá hủy tất cả vì cớ dân Midian. Dân Israel đã bị đói khổ rất thê thảm. Do đó, người Israel đã kêu cầu Chúa xin cứu giúp. Sau khi dân Israel đã kêu cầu Chúa vì cớ dân Midian, Chúa sai một vị tiên tri đến với dân Israel và nói với họ, Chúa, Đức Chúa Trời của Israel phán thế này, ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai Cập, tức đem các ngươi ra khỏi nhà nô lệ. Ta đã giải thoát các ngươi ra khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay mọi kẻ áp bức các ngươi. Ta đã đuổi chúng đi khỏi mặt các ngươi và ban cho các ngươi xứ của chúng. Ta đã phán với các ngươi, ta là Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chớ thờ các thần của dân Amori trong xứ các ngươi đang sống, nhưng các ngươi không vâng lời ta. Chúa kêu gọi Gideon. Bấy giờ thiên sứ của Chúa đến ngồi dưới cây sồi của Ophra trong đất của Joash thuộc dòng họ Abiezer. Gideon con trai Joash đang đập lúa nơi bàn ép rượu để tránh khỏi dân Midian. Thiên sứ của Chúa hiện ra với ông và phán: Này, Chúa ở với ngươi, hỡi người chiến sĩ anh dũng. Gideon đáp: Thưa ngài, nếu Chúa ở với chúng con, tại sao chúng con phải ra nông nỗi này? Nào những việc lạ lùng mà các tổ tiên chúng con thường kể lại cho chúng con nghe đâu rồi? Họ bảo rằng, Chúa chẳng đã đem các người lên khỏi đất Ai Cập hay sao? Nhưng bây giờ Chúa đã bỏ chúng con và phó chúng con vào tay dân Midian. Chúa quay qua ông và phán với ông,
hãy đi, dùng sức ngươi sẵn có mà giải thoát dân Israel khỏi tay dân Midian. Há chẳng phải ta sai ngươi đó sao? Ông đáp, nhưng thưa ngài, làm sao con có thể giải thoát dân Israel được? Gia tộc con là gia tộc yếu kém nhất trong chi tộc Manasse, còn con là kẻ nhỏ nhất trong gia đình của cha con. Chúa phán với ông, ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Midian như đánh một người. Gideon nói, nếu con được phước trước mặt ngài, xin ngài cho con một dấu lạ, để chứng tỏ rằng chính ngài đã phán với con. Xin ngài đừng rời khỏi đây, cho đến khi con trở lại, mang theo của tế lễ và dâng lên trước mặt ngài. Ngài phán, ta sẽ chờ ở đây cho đến khi ngươi trở lại. Gideon vội vàng trở về nhà, bắt một con dê con làm thịt, lấy 10 ký bột làm bánh không men. Ông lấy thịt để vào một cái giỏ và để cháo trong nồi, rồi đem tất cả các món ấy đến dưới cây sồi mà dâng lên ngài. Thiên sứ của Chúa phán, hãy lấy thịt và bánh không men để trên tảng đá này, rồi đổ cháo lên. Gideon làm y như vậy. Thiên sứ của Chúa đưa tay ra, dùng đầu gậy cầm nơi tay đụng vào thịt và bánh không men. Lửa từ tảng đá bùng lên, thiêu đốt thịt và bánh không men. Đồng thời, thiên sứ của Chúa cũng biến mất. Gideon liền nhận biết ấy là thiên sứ của Chúa. Ông nói, ôi lạy Chúa hằng hữu, con chắc phải chết rồi, vì con đã gặp thiên sứ của Chúa mặt đối mặt. Nhưng Chúa phán với ông, hãy an tâm, đừng sợ, ngươi sẽ không chết đâu. Gideon liền xây một bàn thờ cho Chúa tại đó và đặt tên là Chúa Bình An. Bàn thờ ấy vẫn còn ở Ophra, trong đất của dòng họ Abiezer cho đến ngày nay. Gideon phá đổ bàn thờ Ba-an. Đêm đó Chúa phán với ông, hãy bắt con bò đực của cha ngươi và một con bò đực thứ nhì 7 tuổi, rồi cho kéo đổ bàn thờ thần Ba-an của cha ngươi xuống. Ngươi cũng hãy đốn cây trụ thờ nữ thần Asera ở bên cạnh nó ngã xuống. Sau đó hãy xây một bàn thờ cho Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi trên vầng đá này, theo như cách thức đã ấn định xưa nay. Rồi hãy bắt con bò đực thứ nhì làm của lễ thiêu, và lấy gỗ của cây trụ thờ nữ thần Asera làm củi để thiêu. Vậy Gideon chọn 10 đầy tớ để giúp ông làm y như lời Chúa đã phán bảo, vì ông sợ những người khác trong gia đình và dân thành trông thấy. Nên thay vì làm ban ngày, ông đã thực hiện việc đó ban đêm. Sáng hôm sau khi dân thành thức dậy, họ thấy bàn thờ của thần Ba-an đã đổ xuống. Trụ thờ nữ thần Asera đã bị đốn mất. Con bò thứ nhì đã được dâng trên bàn thờ mới được xây. Họ bèn hỏi nhau, ai đã làm việc này? Sau khi điều tra và dò hỏi, họ được báo, ấy là Gideon, con trai của Joab, ông ấy đã làm điều đó. Dân thành kéo đến, nói với Joab, hãy đem con ông ra đây, để nó phải chết, vì nó đã dám phá dỡ bàn thờ của thần Ba-an và đốn ngã trụ thờ nữ thần Asera ở bên cạnh. Nhưng Joab trả lời những người đương đầu với ông, có phải các người đến để binh vực cho Ba-an không? Các người muốn binh vực nó phải không? Ai muốn binh vực nó sẽ bị toi mạng sáng nay, vì nếu nó quả thật là thần, hãy để nó tự bảo vệ cho mình, vì bàn thờ của nó đã bị phá đổ kia mà. Vì thế ngày hôm đó, người ta gọi Gideon là Jerubba-an, vì họ nói rằng, thôi để cho Ba-an đối phó với ông ấy, vì ông ấy đã phá đổ bàn thờ của hắn. Gideon mộ binh. Bấy giờ toàn dân Midian, dân Amalek và các dân ở phương đông hiệp lại với nhau. Chúng vượt qua sông Giô-đanh và hạ trại ở thung lũng Giê-rê-ên. Thần của Chúa ngự trên Gideon. Ông thổi kèn triệu tập và dòng họ Abiezer đều nhóm lại theo ông. Ông sai sứ giả đến khắp địa phận của Manasseh và họ cùng hiệp lại theo ông.
ông sai các sứ giả đến địa phận của Ase, Sebulun và Naphtali. Họ thảy đều đi lên và hiệp với ông. Dấu chỉ trên mớ lông chiên. Bây giờ Gideon thưa với Đức Chúa Trời, để con có thể biết chắc chắn rằng Ngài muốn dùng tay con giải thoát dân Israel như lời Ngài đã phán. Con xin để một mớ lông chiên trong sân đập lúa. Nếu sương chỉ động trên mớ lông chiên, còn đất chung quanh đều khô ráo, thì con biết rằng Ngài đã dùng tay con để giải thoát dân Israel như lời Ngài đã phán. Việc ấy xảy ra y như vậy. Sáng hôm sau, ông dậy sớm ra lấy mớ lông chiên mà vắt. Nước sương từ trong mớ lông chiên chảy ra hứng đầy một chén. Gideon lại thưa với Đức Chúa Trời, xin Ngài đừng nổi giận với con. Xin cho con thưa thêm một lần nữa. Xin cho con thử lại với mớ lông chiên một lần nữa. Lần này, xin cho chỉ mớ lông chiên được khô, còn đất chung quanh sẽ bị phủ đầy sương. Đêm hôm đó, Đức Chúa Trời làm y như vậy. Chỉ mớ lông chiên là khô, còn đất chung quanh đều đọng sương ướt đẫm.